Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, vài câu hỏi nhận được liên quan đến uh, ví dụ như có một anh hỏi rằng là có thể chỉ cho tôi một cách để làm tăng thêm cái tiền hưu an sinh xã hội hay không? Và có một chị hỏi rằng là tôi đang lĩnh hưu thấp quá, có thể cách nào làm tăng thêm được hay không à, và vài câu hỏi tương tự như vậy thì mình uh, muốn tóm tắt trong video ngày hôm nay mình cũng có chia sẻ về cái đề tài này mình muốn tóm tắt cũng như nhắc lại là những, uh, ở đây mình nói có nhiều cách, không phải là một cách mà không biết là cái tình trạng cá nhân của mỗi người có thể áp dụng được cái cách nào để mà có thể làm tiền của mình có thể tăng lên được hả À, và mình nói đây là cho những ai chưa, có nghĩa là chưa khai hưu Hoặc là đang khai và lãnh tiền hưu an sinh xã hội nha quý vị Thì Khai hưu à, Đặc biệt là hồ sơ của mình là mình phải có 40 tín chỉ à, tương đương với làm việc 10 năm đóng thuế an sinh xã hội và có 40 tín chỉ thì mình có thể bắt đầu khai hưu sớm nhất ở tuổi 62 mình có thể trì hoãn tối đa đến tuổi 70, tuổi càng cao thì mình lãnh càng nhiều. À, có thể trì hoãn đến tuổi hưu chính thì lãnh được 100%. Còn trì hoãn tiếp tục cho đến 70 thì mỗi năm cái tiền mình được tăng thêm 8% ha. Và đồng thời nếu mà mình khai hưu non chứ tuổi hưu chính của mình thì tiền mình thấp hơn 100%. À, ví dụ tuổi hưu chính của mình là 67 mà mình khai 62 thì mình lãnh chỉ có 70% thôi à, tuổi hưu chính của mình thì mình lãnh 100% như vậy ha thì đây cũng là một cách mà mình có thể làm tiền hưu mình tăng cho những vị nào chưa khai thì có thể trì hoãn đến tuổi cao hơn để mà mình mình khai ha mình không có nói là có nên trì hoãn hay không nha tại ở đây thì nói rằng là và có hỏi hỏi rằng là nhiều cách à, chỉ một cách làm tăng tiền hưu tăng chứ không phải là là trì hoãn thì đây là một trong những cách mà có thể làm tăng tiền hưu lên là mình càng trì hoãn càng tuổi cao thì mình sẽ lãnh được cái tiền của mình nhiều hơn nha mình không nói đến là sẽ lãnh được nhiều tiền tổng cộng lại nhưng mà mình lãnh nhiều cho mỗi tháng thì mình đợi đến tuổi cao mình có thể lãnh được nhiều hơn và có một số quý vị khi mình khai tuổi non thì hãy lưu ý rằng là mình có đi làm thêm hay không làm thêm có cái thu nhập từ việc làm mà quá mức sinh xã hội đưa ra thì có thể khấu trừ. thì tùy theo năm mình khai mình có thể liên lạc sinh xã hội đó khi mà mình khai hưu non và mình dự định đi làm thì uh, hỏi rõ uh, mình đi làm thì cái mức đó là bao nhiêu ha? và mình cũng thường chia sẻ và cập nhật cái đề tài này ở trên channel uh, thường xuyên ha quý vị. và khi mà mình lãnh hưu thì An sinh xã hội họ tính hưu mình họ dùng công thức 35 năm. Để mà tính hưu cho mình, nếu mà mình làm việc chưa đủ 35 năm thì họ cộng số 0 vào những cái năm mà mình không có thu nhập. Chứ họ không có loại những cái năm đó ra, ví dụ mình làm việc 20 năm. Họ không có dùng 20 năm, tổng cộng là những thu nhập đó mà họ cộng thêm những số 0 vào 15 năm mình không có thu nhập. Thì có thể làm cái tiền hưu của mình thấp ha nên đây cũng là một cách mình có thể làm nhiều tối đa là 35 năm, mình làm hơn 35 năm thì họ chỉ lấy 35 năm nào cao nhất để mà tính thu cho mình thôi ha. Và tất nhiên là những thu nhập mình có của nhiều năm trước thì xã hội sẽ điều chỉnh lại với cái uh, cái đồng tiền ở thời điểm uh, bây giờ ha và khi mà mình làm mà có cái thu nhập đó thì một số quý vị nhắm vào cái thu nhập để có vừa đủ 4 tính chỉ hoặc là 40 tính chỉ cho 10 năm thôi thì mình thu nhập mình có mà ví dụ như uh, 7 ngàn, 8 000 hàng năm như vậy để mà có đủ 4 tính chỉ thôi thì tất nhiên là cái tiền thu mình lãnh sẽ ít ở tối hưu của mình mình phải nâng cái thu nhập của mình thu nhập từ việc làm nhé thu nhập càng cao lên thì những thu nhập đó bị thuế an sinh xã hội đó. thì những cái thu nhập nào mà càng cao thì sẽ giúp vào cái 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 công thức để tính hưu cho mình lãnh được cao hơn ví dụ như năm nay 2024 thì những thu nhập nào mình có lên đến 168.600 đồng bởi vì thuế an sinh xã hội thôi tất nhiên là không phải cái số này ai cũng đạt được thu nhập từ việc làm hết nhưng khi mà mình làm có thu nhập mà càng cao À, lên đến hơn là mức à, mà mình đủ bốn tính chỉ thôi vài ngàn đồng thôi thì sẽ giúp được cái cái tiền thu của mình ở con số cao hơn đó. cái khác nữa là à, mình cũng thường chia sẻ là liên quan đến cái phần thuế khi mà mình lãnh tiền sinh xã hội đặc biệt là khi mà mình khai hưu đó thì đôi khi cái tiền thu của mình lãnh được hàng tháng hoặc là hàng năm bất kể là mình khai hu non hay là hu chính nhưng mà cái tiền hu mình lãnh thì có thể bị đóng thuế nữa mình làm việc rồi mình đóng thuế cho những cái thu nhập mình có rồi mình mới lãnh hu nhưng mà cái tiền hu mình lãnh thì đây là cái đề tài mà rất nhiều quý vị khiếu nại với an sinh xã hội nói rằng là tôi đã làm việc tôi đóng thuế rồi mà tại sao bây giờ tôi lãnh cái tiền hu của tôi hu của tôi mà có thể bị thuế nữa. Thì quý vị thấy là họ có công thức mình cũng thường chia sẻ ở đây. Thì cái phần tiền hưu của mình lãnh có bị thuế hay không là tùy theo tổng thu nhập mình có trong năm. 50% cái tiền hưu của mình hay là tiền sinh xã hội mình lãnh rồi cộng với những thu nhập khác mình có nếu mình đi làm thêm mà mình có cái thu nhập từ việc làm của mình phải chịu thuế à, những thu nhập khác mà chưa đóng thuế, trì hoãn thuế à, về sau chẳng hạn như là 401k là IRA mình rút ra hoặc là vợ chồng mình rút ra chỉ có mình mình lãnh thu thôi ha rồi vợ hay chồng mình vẫn còn đi làm mà cộng những cái thu nhập này lại rồi so sánh theo cái mức tùy theo mình khai thuế độc thân hay là mình khai thuế chung với vợ chồng mà trên những cái mức như vậy nè đó, trên 25.000 độc thân thì quý vị thấy 50% đó, à, có thể bị thuế bên này là vợ chồng ha, đại khái sơ sơ như vậy nên mình nhìn nhiều cái khác nhau để mình xem có cách nào mình tăng tiền hưu hoặc là mình giữ cái tiền hưu lại được cho những quý vị mà đang khai còn chưa khai thì hãy lưu ý uh, và những công thức mà mình nãy giờ đưa ra chẳng hạn như là có cái thu nhập uh, nếu mà càng nằm ở con số mà lên đến mức như vậy là gọi là cao hơn những cái mức mà có đủ bốn tính chỉ hàng năm thôi hoặc là bốn tính chỉ để lãnh hưu thôi thì giúp vào cái công thức để mà tính hưu cho mình cao hơn rồi cái số lượng năm như vậy cũng vậy càng lên uh, có nhiều năm trong cái hồ sơ của mình thì mình uh, ảnh hưởng đến cái tiền hưu của mình là có thể cao uh, hơn ha mình khuyên uh, cái khác mình khuyên là nên xét cái hồ sơ của mình uh, liên quan đến an sinh xã hội cái hồ sơ cái tài khoản trên mạng của mình đó uh, Uh, có nghĩa là bản tường trình hình sinh xã hội đó Quý vị nên xem ở trong đó Rồi xem những cái thu nhập mình có trong đó Nó có đầy đủ hết cho những năm qua Mình làm việc hay không nha Mình không có muốn đợi đến cái tuổi hưu trí Rồi mình mới liên lạc Sinh xã hội hoặc là thời điểm đó mình mới coi Rồi mình thấy rằng, ủa, 30 năm trước Tôi làm việc uh, Tôi có cái thu nhập uh, Ở con số này, con số kia Mà tại sao trong đó nó không có Gì hết rồi bây giờ sao mình không còn những cái thông tin, những cái bằng chứng, những cái gì hết không có liên lạc à, ai được hết để mà lấy những cái bằng chứng đó thì mình có những cái số không ở trong đó như vậy hoặc là những cái thu nhập nó thấp hơn thì ảnh hưởng đến tiền hưu rất nhiều ha mình làm việc mình gặp rất nhiều quý vị đến an sinh xã hội nói chuyện với nhân viên xã hội nói rằng tại sao thu nhập tôi không có năm đó năm kia không có nhưng mà cái thu nhập đó nó không có liên quan đến nhân viên an sinh xã hội Xét uh, cái W-2 hay là cái 1099 của mình Là bởi vì khi mình làm việc đó Thì khi mà cái W-2 này đó Đưa cho mình để mình khai thuế Thì cái đó cũng đồng thời gửi đến sở thuế luôn IRS Rồi sở thuế mới Cái hệ thống nó mới cập nhật với an sinh xã hội Thì có những cái con số Đó có nghĩa là thu nhập đó trong hồ sơ của mình đó. Bởi vì cái W-2 đó là đã bị rút thuế an sinh xã hội ra trước rồi ha thì thu nhập bao nhiêu thì vào đó bao nhiêu nhưng mà đôi khi có một số quý vị làm cho một ít cái cơ sở thương mại nha rút thế của mình rồi rồi họ có thể là đóng trễ chưa có gửi những cái phần thuế đó lên sở thuế rồi công ty ấy cũng tan rã luôn không còn tồn tại rồi cái phần đó không bao giờ mà họ đóng hết đó thì bây giờ nếu mà mình đợi tới 10 15 năm sau mình liên lạc ai bây giờ để mà như vậy đó. Không có cái W2, không có cái gì nữa hết Để mà có thể Sinh xã hội nhìn xem để mà điều chỉnh lại Có nghĩa là cái tiền họ rút ra từ mình Mỗi lần mình lãnh lương 2 tuần một tuần, 3 tuần Nhưng mà họ chưa có đưa đến sở thuế Thì không có rõ ràng những sự việc như vậy Nên sở thuế không thể cập nhật đến được Cho mình à, cho anh sinh xã hội Rồi một số vị làm cái 1099 Thì cái 1099 đó cái thu nhập ra sao Mình có khai thuế hay không vân vân bởi vì nhiều năm rồi mình không có xem xét là đến tuổi khai hưu sớm 2, sớm 3 mình khai rồi mình mới nghĩ rằng là 15 năm hay 20 năm trước mình có thu nhập như vậy như kia tại sao mà hồ sơ không có thì mình khuyên là nên xét cái hồ sơ an sinh xã hội của mình thường xuyên uh, qua trang mạng của sinh xã hội hoặc là có thể liên lạc sinh xã hội để mà xem rõ những con số đó coi ra sao ha và đồng thời những quý vị đang lãnh hưu cũng vậy nữa có nhiều vị lãnh hưu có thể là chưa giờ có cơ hội xem cái bản tờ chỉnh sinh xã hội đó hết. anh sinh xã hội đưa ra con số bao nhiêu thì mình ok như đó thôi. Ví dụ như bây giờ họ nói mình, uh, hoặc là nào giờ mình lãnh ngàn đồng tháng thì mình ok với cái này rồi. Nhưng mà mình có thể xem lại coi chẳng hạn như là uh, năm 2020 hay là 19 18 gì đó mình có đi làm. Những cái thu nhập đó nó có trong đó hay không. Uh, nếu không có mà mình có những cái YouTube hay là những cái gì đó thì mình liên lạc với xã hội cập nhật để mà họ có thể điều chỉnh hoặc là chỉ dẫn của mình uh, chỉ dẫn cho mình để mà mình có thể liên lạc sở thuế để mà lấy thêm cái thông tin để mà có thể uh, chỉnh cái hồ sơ mình lại để mình nhận cái tiền của mình có thể cao hơn không quý vị khi mà mình khai hu đó là mình khuyên những quý vị uh, vợ chồng thì mình nên đề cập cái hồ sơ với nhau luôn để xin xã hội xem xét coi mình có được bổ sung thêm tiền từ cái hồ sơ người kia hay không. Khi mà mình nhận được cái phần bổ sung từ hồ sơ người kia đó thì không có làm giảm cái tiền của người đó xuống nha. Không có giảm xuống. Và nếu mình có cuộc hôn nhân à, lúc trước mà đã ly dị rồi đó mà 10 năm trở lên, cuộc hôn nhân ấy kéo dài 10 năm trở lên thì mình khuyên cũng cập nhật những cái thông tin ấy với an sinh xã hội luôn để an sinh xã hội nhìn vào xem của mình có thể lãnh được phần tiền là hồ sơ từ hồ sơ của đó hay không bất kể là người đó còn sống hay là qua đời nếu mà qua đời thì mình có thể lãnh được cao hơn ha? mình nói người ly dị mà khi mình lãnh cái phần tiền từ người đó đã ly dị rồi thì không có ảnh hưởng đến người đó đang lãnh hoặc là uh, gia đình mới của người đó đang lãnh cái phần nào hết ha không có bị ảnh hưởng gì hết thưa quý vị khai hưu non mình lãnh ít nhưng như mình có chia sẻ đó, tùy theo uh, cái mình xét là mình độc thân hay là có gia đình có thể lãnh theo ví dụ như là vợ hay chồng hay là con có thể lãnh theo hồ sơ của mình thì đôi khi mình khai sớm mà mình lãnh ít nhưng mà có những thành viên trong gia đình có thể vào hồ sơ mình lãnh thêm nữa thì mình cộng lại hết thì có thể là cao hơn cái mức mình có thể trì hoãn ở tuổi cao hơn một số quý vị có con à, dưới 18 hoặc dưới 19 chín à, chưa học xong trung học vân vân thì có thể khai non để mà những thành viên này có thể lãnh thêm từ hồ sơ của mình nữa có mình đợi tuổi cao mình khai mà khi con mình à, vượt những cái tuổi như vậy thì không thể lãnh được nữa thì có một số quý vị dùng những cái cái cách mà mình khai sớm để mà mình uh, uh, có những thành viên khác vào gia đình của mình, uh, về vào hồ sơ của mình để lãnh. Ví dụ như con, uh, khi mình ở tuổi cao, tuổi khu chính trở lên, mình chưa muốn khai, hoặc là năm đó mình có cái thu nhập này, thu nhập kia nhiều quá, thì mình ngừng mình ngừng để cho cái tiền của mình được tăng thêm 8% hàng năm như vậy, cho đến tuổi 70 uh, như vậy. Thì có nhiều cách mình có thể làm tăng, làm tối đa quá quyền lợi của mình, uh, thì tùy theo mỗi cá nhân mà xem coi cái nào mình có thể áp dụng phù hợp với mình hơn ha. Còn chỉ một cách mà thiếu nhiều cái uh, giống như chỉ một cách mà mình thiếu cái sự hiểu biết, có nghĩa là mình không hiểu biết cặn kẽ về cái tình trạng của mỗi cá nhân uh, thì rất là khó để mà biết được cái nào mà có thể áp dụng phù hợp với mọi người. Uh, hơn ha. Alright, mình muốn chia sẻ vài cách ở đây cũng như để trả lời vài câu hỏi của quý vị gửi đến. Và tất nhiên những cách này không phải là tất cả những cách, nhưng mà mình muốn chia sẻ một vài cách mà phổ thông mà nhiều quý vị áp dụng. Có gì mình sẽ trở lại những video sau. Chào quý vị.